mình bước qua đời nhau để làm nhau đau, để làm nhau khóc, gặp nhau không muốn chào. Mình bước qua đời nhau để lại thương đau, để lại vết sâu có xóa mờ được đâu. Mình đã từng hạnh phúc phải không em ơi, mình từng chút lời khổ đau lẫn tiếng cười. Mình đã luôn từng nói à không thể chưa, mình từng thề ước mãi không bao giờ xa. Mà bước sao ta giờ đây vừa bước qua đời nhau, rồi trái tim ta phải đau nhưng yêu vì nhau. Và có khi nào em thấy đôi tiếng về ngày xưa vội vàng quá để mình mất nhau. Ngày ấy ra anh và em chúng ta đừng cố chấp, ngày ấy ra anh và em chúng ta bình tĩnh hơn, ngày ấy ra anh và em mỗi khi mình lại vang đến ai ta. Hai ta sẽ không bước qua đời nhau. À, xin biết chào tất cả các bạn. Các bác vừa nghe em vừa hát một bài nhạc trẻ trên bộ cấu hình karaoke. Như các bác cũng đã thấy một bộ mix Sure. Như các bác cũng đã thấy đây, Sure UGX12 ba la mã. Bộ mix rất là đẹp. Bộ mix này em đang bán với giá là 2.2 triệu các bác nhé. Nếu mà pin sạc thì kèm theo bộ mix này thì giá là 2.5 triệu các bác nhé. Tặng kèm pin sạc giá 2.5 triệu. Thiết bị tiếp theo đó là một chiếc vang. Một chiếc vang, đó là chiếc vang DBX DSP 9000. Như các bác cũng đã thấy. Chiếc vang này thì nó có một đặc điểm rất hay, nó có thể chỉnh được echo. Chỉnh được echo ngay trên phím to này. Và có các cần chỉnh EQ. Chúng ta có thể cắt hú trên những cái cần chỉnh EQ này. Hoặc là chỉnh delay, repeat, rồi hạn chế mic, rồi bass check, ba lăng. Ngoài ra thì em còn ghép thêm một chiếc Idol IP 100. Chiếc này thì là máy nâng tiếng, nó rất là sạch và hay. Đấy. Thiết bị thứ tư đó là một cục đẩy Martin MA600. Cục đẩy này giá hiện tại là 3.800.000 đồng các bác nhé. Giá đang khuyến mại cực tốt. Cục đẩy này nó sử dụng 32 sò và chạy mạch Class H. Đấy. Cho cái tiếng của nó rất là sáng và nó rất là lực vì sử dụng đến 32 sò. Chiếc Idol giá 1.3 triệu. DBX DSP 9000 Flute giá là 1.8 triệu. Và các bác lưu ý con DSP 9000 Flute này nó có hỗ trợ âm thanh 5.1 high-end các bác nhé. Đấy, có 5.1 high-end, nó hỗ trợ 5.1. Đấy, và có Exciter. Exciter là nâng tiếng các bác nhé, tích hợp nâng tiếng và sử dụng. Có FBX này, có chống hú này, có dual chip Japan này. Dual chip này là có sử dụng hai chip của Mitsubishi. Đấy, là của Nhật Bản. Và loa, thiết bị loa của em ở đây là em sử dụng một đôi loa KES, một đôi loa Yamaha KMF 1000. Một đôi loa này thôi các bác nhé, một đôi loa này là Bass 25. Tổng bộ cấu hình này chỉ giá 12.900.000 đồng. Đấy. Thì bác nào có nhu cầu mua hàng, các bác có thể liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại hoặc truy cập website sangcaoaudio.com các bác nhé. Đấy, thì với một bộ cấu hình này thì em giới thiệu nhanh cho tất cả các bác có nhu cầu. Đấy, và nó rất là dễ tinh chỉnh các bác nhé. Và giá rất bình dân, chỉ hơn 10 triệu đồng thôi. Đấy, 12.900.000, 13 triệu. Thì các bác được tặng một bộ pin sạc. Đấy, khi lấy bộ này. Và như các bác đã thấy, cái tiếng echo khi em nói này cực kỳ hay. Và đây là tiếng mic mộc. Đấy, tiếng mic mộc của nó. Tiếng mic mộc của nó cũng rất là sáng. Đấy, các bác có thể thấy là với một thiết bị karaoke thì điều quan trọng nhất là con vang. Và thứ hai thì đó là cục đẩy công suất, nó phải công suất lớn. Với cục đẩy này thì chúng ta có thể ghép được hai đôi loa KMF1000 kia. Nhưng hiện tại thì để giảm giá thành thì em chỉ ghép có một đôi thôi. Và giá của nó là 12.900.000. Các bác nào muốn lấy thêm một đôi nữa thì các bác cộng thêm 3.8 triệu các bác nhé. Đôi Yamaha KMF1000 giá 3.8 triệu. Đấy, thì các bác có nhu cầu thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại hoặc truy cập website thangcaoaudio.com để mà bên em có những cái bộ phối ghép rất là hoàn chỉnh cho tất cả các bác. Rồi, ok, hẹn các bác những clip lần sau. Chào tất cả các bác.